Bạn Minh Hòa hỏi là điều hòa phát ra khí phong hay khí thủy? Điều hòa, các bạn hình dung là cái cách tạo ra cái khí lạnh của điều hòa là gì? Đấy, điều hòa nó sẽ bao gồm hai cục là cục nóng và cục lạnh. Cục nóng để bên ngoài nhà và cục lạnh bên ngoài nhà, thì nó sẽ làm nên một cái chất dung môi, cái chất dung môi là cái khí ga để làm lạnh, và nó chỉ dẫn cái khí lạnh đấy, cái khí ga đấy là dung môi, và đưa cái hơi lạnh đấy để vào làm mát cái giàn lạnh, và từ cái giàn lạnh đấy thì nó thổi khí mang cái hơi lạnh ra thôi. Chứ còn nói về khí phong hay khí thủy thì chỗ điều hòa nó cũng không phải khí phong, mà nó cũng không nói về khí thủy thì không phải, mà nó chỉ xét là khí mang hơi lạnh thôi, khí mang hơi lạnh các bạn nhé. Điều hòa thì xét khí mang hơi lạnh. Bạn Đại Lê có hỏi là tuổi Giáp Dần thì làm nhà hướng nào? Giáp Dần ở nhà Đông Bắc cũng rất là đẹp bạn nhé. Giáp Dần ở nhà Đông Bắc nhưng mà né hướng dần ra. Nhưng mà cái yếu tố chọn cái hướng nào hợp bây giờ ấy, các bạn phải hình dung là để mà có một cái lý thuyết, một cái phương pháp mà lựa chọn cái hướng nhà nào vượng trong cái thời vận này, thì yếu tố đầu tiên mình vẫn phải chọn theo thời vận. Thời vận là gì? Là chúng ta đang ở vận 9 thì vận 9 có những hướng nào vượng? Như nãy liệt kê rồi, hướng Nam, hướng Đông Bắc, hướng Tây Bắc và hướng Tây. Thì trong những cái hướng đấy thì có những cái sơn nào vượng? Thì lúc đấy mới đi đến chi tiết. Nhưng mà về sơ bộ thì với tuổi Giáp Dần hay bất cứ tuổi nào thì chọn những cái ngôi nhà mà hướng Nam mà chọn vào thiên can thì gần như là chắc ăn luôn. Chọn hướng nhà thì nên chọn hướng thiên can. Thì khi mà nó có phát này, nó phát đều. Phát đều thì nó không theo lưu niên các bạn nhé. Nó không theo lưu niên. Đấy. Thì qua đây giải tiếp đáp thêm một số những cái ngôi nhà nữa. Đấy. À, có một cái câu hỏi này nữa mà rất nhiều người hay hỏi này. Rất nhiều người hay hỏi là nhà vệ sinh để ở dưới gầm cầu thang được không? Đấy. Thì xin thưa với các bạn là cái chuyện mà đặt nhà vệ sinh ấy, đặt ở đâu ấy, nó đúng hay nó sai, nó ảnh hưởng tốt hay xấu ấy, là nó phụ thuộc vào cái phương vị. Thì cái phương vị đấy lại phụ thuộc theo yếu tố thời vận như giải thích ở trên. Thì trong cái việc mà nhà vệ sinh đặt ở gầm cầu thang hay không gầm cầu thang, nó không quan trọng, mà quan trọng là cái nhà vệ sinh đấy nằm ở phương vị gì. Các bạn hình dung không? Ví dụ nhà vệ sinh đấy nằm ở Đông và Đông Nam, và Đông và Đông Nam nó chính là ở gầm cầu thang ấy, thì mình vẫn đặt bình thường, không vấn đề gì cả nhé. Đặt bình thường không vấn đề gì cả. Trong cái việc bố trí thang ấy thì nó có một cái nữa các bạn hay hỏi nữa là trong cái ngôi nhà phố ấy, trong một cái ngôi nhà phố này có rất nhiều người hay hỏi nữa này là cái việc cái cầu thang máy. Đấy. Cái cầu thang máy nhé các bạn nhé. Cái cầu thang máy, một trong những cái đại kỵ của cầu thang máy, thì đầu tiên là chúng ta phải hiểu được cái bản chất của cái cầu thang máy như nào đã. Các bạn hình dung không? Thì bản chất của cái cầu thang máy nó là một cái khối bê tông kín bốn mặt, đúng không ạ? Bốn vách này đều là bê tông kín và thường xuyên đóng kín. Thì khi mà đóng kín thì khí nó không lưu thông được. Các bạn hình dung không? Khí nó không lưu thông được. À, xin lỗi các bạn, có một cái mà nếu mà các bạn nào thấy kiến thức mình chia sẻ hay thì có thể là tặng like hoặc là tặng sao dù mình, để cái nền tảng mạng xã hội nó đánh giá mình là một người mà cống hiến được nhiều kiến thức cho cái nền tảng mạng xã hội này, thì nó sẽ đề xuất tới nhiều người hơn. Cho nên là nếu anh em nào mà đang xem này có thể là ủng hộ mình bằng cách là đăng ký kênh hoặc là nhấn chia sẻ hoặc là thả sao ở trên Facebook này để ủng hộ mình nhé. Rất mong các bạn ủng hộ. Cảm ơn các bạn. Đấy, thì bản chất của cái thang máy này nó là bốn cái vách bê tông nó kín và khí nó không lưu thông được. Một ngày đâu đó thì cái thang máy nó chỉ mở được khoảng vài lần cho đến vài chục lần là cùng. Rồi sau đấy nó lại đóng kín. Thì khi nó đóng kín như vậy thì khí nó không lưu thông thì nó là sự mất khí. Đúng không ạ? Thì nếu mà là mất khí thì cái thang máy này thứ nhất là phải để ở phương vượng hay là phương suy đây. Nếu mà nó làm mất khí thì chúng ta nên để ở phương suy để cho nó mất cái sự suy đi. Đúng ạ, đấy là một cái mà hiểu nôm na cho nó dễ hiểu nhất. Đấy thì khi mà đặt thang máy thì nên đặt ở phương vị suy, và một trong những cái tối kỵ không nên đặt thang máy đó chính là cái khu vực trung cung này. Đấy. Cái khu vực trung cung này là cái khu vực mà tuyệt đối không đặt thang máy. Trung cung nó giống như là trái tim ấy. Nó giống như là trái tim ấy, mà các bạn lại đặt cái thang máy vào khu vực trung cung này là một trong những cái rất là đại kỵ nha. Đấy, có một số các bạn đang hỏi về cái thang máy này thì cũng nên cũng chia sẻ với các bạn cái việc như vậy nhé. Bạn Vũ Thịnh có hỏi là nhà hướng Đông Nam 135 độ cần đặt nước hướng nào, bếp phương vị nào. Đấy. Nếu mà một nhà Đông Nam 135 độ ấy, thì bạn đặt ở chính tốn luôn. Và các bạn có thể là đặt từ Ất chạy sang Tốn. Ất chạy sang Tốn, Ất nó chính là Đông ấy. Đấy, từ Ất chạy sang Tốn ấy, gọi là lôi phong tương bạc. Đấy, thì các bạn đặt như thế thì nó sẽ là hiệu quả cao nhất các bạn nhé. Đặt như thế thì hiệu quả nó sẽ cao nhất. Này. À, có một cái trường hợp, một cái anh này nữa, anh hỏi như này. Ồ. Anh này là anh tên là anh Phát. Anh có hỏi là cái thiết kế ngôi nhà của anh như này thì có vấn đề gì không? Này, cũng phải chia sẻ với các bạn là cái này cũng là một cái điều mà rất hay gặp ở những cái thành phố này, đặc biệt là trong những cái thế đất mà rất là khủng hoảng, rất là khủng hoảng, thế đất khủng hoảng, và cuối cùng là bản chất anh này anh cũng thiết kế một cái ngôi nhà cũng khủng hoảng luôn. Đấy. Cái thế đất nhà anh này. Này. Không biết là cái phần nhô này là anh ấy mua được của hàng xóm hay là anh làm như nào này. Các bạn nhìn thấy không? Cái lô đất nhưng mà lại khuyết bên Bạch Hổ. Đấy. Thì khi mà anh thiết kế đây, anh lại thiết kế như này. Các bạn nhìn này. Anh lại thiết kế anh thiết kế như này. Phải không? À không, chỉ lên đây thôi. Đấy. Đấy, chỗ này thì xây hết đất này. Chỗ này xây hết đất này. Thực sự mà nói là với những cái lô đất như này mà lại thiết kế nó rất là khủng hoảng, một cái thế đất thiết kế nó rất là xấu. Đấy, đây là có một cái cửa này. Đấy, đây là phòng khách này. Bạn hình dung không? À, riêng cái nhà anh này ấy, thì cầu thang ông để luôn lên từ đây luôn. Trời ơi. Đấy. Bạn hình dung không? Cầu thang này. Ôi trời. Ủ bếp này. Khu bếp cộng với khu vệ sinh này. Khu vệ sinh thì tràn hẳn sang đây. Đấy. Đây là một cái phòng ngủ này. Đấy, bên này lại để chỗ để xe, tức là lại còn một cái cửa nữa đi vào đằng bên này, một cái cửa nữa đi vào bên này, và bên đây thì lại làm thêm một cái nhà vệ sinh nữa. Đây thì sơ bộ các bạn nhìn như này này. Bạn nào mà theo dõi những kiến thức lâu ngày, theo dõi những kiến thức phong thủy này thì chắc chắn là các bạn sẽ nắm được những cái việc mà những cái lỗi cơ bản của ngôi nhà này. Đây, ngôi này thì là hướng Tây Bắc. Bạn thấy không? Hướng Tây Bắc thì đây nó sẽ bao gồm là gì? Cái phần này nó được tính là phần khuyết này, bạn nhé. Phần này thì đây là phần khuyết này. Các bạn này, các bạn hình dung này. Thì đây chính là phần khuyết. Đây là phần khuyết này. Các bạn thấy không? Thì khuyết ở đây thì lại đất thì là khuyết bên Bạch Hổ, bên phải đúng không ạ? Bên phải này, khuyết Bạch Hổ này. Nhưng mà khi xây nhà này, thì nhà cũng khuyết Bạch Hổ, nhưng ngược lại là cũng khuyết luôn bên Thanh Long này. Các bạn thấy không? Phần này cũng khuyết luôn. Khuyết Thanh Long, khuyết Bạch Hổ. Đấy, nhà thì không khác gì là cái chữ L nữa. Đấy. Khuyết Thanh Long, khuyết Bạch Hổ. Nhà thì hướng Tây Bắc, thì suy ra đây nó sẽ là phương vị Bắc này và Đông Bắc này. Đấy, các bạn thấy không? Khuyết Bắc và khuyết Đông Bắc thì cũng đều là của phương vị người đàn ông cả. Nhưng mà lại rơi vào Bạch Hổ nữa, thì ra là cả phụ nữ cả đàn ông đều bị ảnh hưởng. Bên Thanh Long cũng bị ảnh hưởng nữa. Thành ra là mình chưa cần xét đến cái yếu tố là nội bộ bên trong bố trí như nào đã. Nhưng mà riêng vào phần hình thế này đã là một lỗi rất là nặng rồi. Rất là nặng rồi. Là đã rất là không nên rồi. Chứ còn chưa nói đến cái yếu tố về hình thế nữa. Thì đối với ngôi nhà như này thì thực sự mà nói là cái lỗi hình thế này nó tổn hao nặng lắm. Nó tổn hao nặng lắm. Cho nên là với những ngôi nhà này, tốt nhất nhé. Tốt nhất đấy là các bạn nên cắt đứt cái phần này đi. Cái này có thể là làm phần sân hoặc là một cái giếng phần sân, hoặc là để thoáng đừng có xây dựng nữa. Thì lúc đấy cái nhà của chúng ta nó sẽ giới hạn lại ở trong khu vực này. Và cũng đừng làm khuyết cái này nữa. Chúng ta có thể nối cho nó bằng phẳng lại, hoặc là có chăng thì để tạo cái yếu tố kiến trúc thì để lồi ra thụt vào nó một chút thôi. Nó trong cái giới hạn khoảng đâu đó 5-10% thôi, thì không được tính là khuyết. Thì khi đó ngôi nhà mới vuông vắn lại, nó không còn khuyết Bạch Hổ nữa. Đấy nó là cái yếu tố lớn nhất cho việc thiết kế này nha. Chứ còn đừng để khuyết như này. Cái trường hợp khuyết như này rất hay gặp ở thành phố, là ví dụ là nhà chúng ta ở đây thôi, nhưng mà tự nhiên là sau đấy lại mua thêm được một cái mảnh con của nhà hàng xóm rồi nối liền vào. Rất là xấu, rất là không nên nha. Còn sau đấy khi mà giải quyết được cái bài toán về hình thế, về khuyết rồi, thì chúng ta mới phân cung lập cực ra để giải quyết cái bài toán về nhà vệ sinh ở đâu, bếp ở đâu. Như cái cầu thang này là ăn giữa chọn trung cung rồi này. Nếu mà để như này cầu thang trung cung này cũng là một cái điều không tốt. Đấy, cho nên là khi mà ở những thế đất khủng khoằm như này thì chúng ta thiết kế đừng có tham. Không có tham khu này làm gì cả, để cho nhà nó vuông vắn lại nhá. Đây là những cái mà thành phố rất hay phải gặp phải này. Đấy. Hôm nay cũng muộn rồi, cũng giao lưu với các bạn được cũng tương đối nhiều câu hỏi và nhiều phần kiến thức. Các bạn thấy kiến thức của mình chia sẻ có ý nghĩa thì tặng cho mình một số sao để mạng xã hội đánh giá cái kênh của mình tốt, để phân phối với nhiều người các bạn nhé. Rất mong các bạn ủng hộ bằng cách là tặng sao, hoặc là like, hoặc là chia sẻ những video này để mình có động lực để cống hiến, để chia sẻ nhiều kiến thức hơn. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh phát triển hơn nhé.